đấy thì tôi và anh Trần Hữu Nghị là anh thứ 6 nhà tôi là thứ 8. Thì anh Nghị có đèo tôi từ nhà từ Trần Hưng Đạo đến nhà thầy của Ngô Sĩ Quý ở Nguyễn Khuyến. Đi qua con đường rất ngắn là đường Phan Bội Châu thì bỗng nhiên nghe tiếng nói cướp cướp. Thì cái việc mà cướp, cái việc đụng độ trong xã hội là tôi qua từ cái tuổi thiếu niên nhiều lắm rồi. Thì tôi đuổi theo cái thằng cướp đấy. Khi mà tôi quay lại thì anh Nghị hỏi tôi là thế nào rồi, thì tôi trả lời là xong rồi, đuổi theo túm được, quất cho một cước, lộn xuống đường, xách cổ tống vào đồn. Thế thì khi đến nhà thầy Ngô Sĩ Quý cái buổi đầu đấy thì ông già ở tuổi 60 tủm tỉm cười và ông chỉ nói rằng là nhớ trong cuộc sống thấy cái điều gì cần làm, nên làm để bảo vệ một người thì mình phải làm. Đấy là người có dũng khí và đấy là con nhà võ. Thế thì tôi rất là thích thú trong bụng. Nhưng mà trước mặt một cái người thầy mình mới gặp nghiêm khắc, mới nói thì mình đều biết là lắng nghe thôi. Trong cái cuốn Sư Đệ Học Phải Cho Nhu Quyền ấy, tôi viết khá nhiều kỷ niệm với thầy. Từ cái bữa cơm đầu tiên tôi được ăn với thầy, những cái món như chim nhồi, chim ngói nhồi cốm, như là gà hầm rượu, nó gây cho mình một cái vết hằn trong cái trí nhớ. Mà tôi nói rằng mãi đến sau này, cứ mỗi lần nhà có dỗ hoặc ngồi, thầy hỏi thích ăn gì thì tôi đều đòi thầy, tôi vòi thầy, tôi làm nũng thầy hai cái món đấy. Tại vì nó là những cái đầu tiên. Và quả thật ấy, tôi mới nói rằng là những cái món ăn nó trôi theo thời gian, nó có những gia vị của cuộc đời, của tình nghĩa là không bao giờ ta quên được. Khi tôi quyết định bỏ thuốc năm 1993 để mình nhận dựng lên một cái nhà máy, mình làm giám đốc. Và tuần nào tôi cũng ít nhất là hai lần xuống thầy Ngô Sĩ Quý. Khi tôi bỏ 6 tháng không hút nữa thì bỗng một hôm thầy bật một cái gói thuốc ra, rút một điếu, chia với tôi, chú hút đi. Thì tôi khựng lại. Thầy mới nói rằng là chú bỏ thuốc 6 tháng được, thế là bỏ được rồi đấy. Nhưng chú qua tôi học và chúng ta rất là hiểu nhau. Chúng ta đã từng hút thuốc với nhau. Có lẽ những cái câu chuyện mà khi lúc mà tôi còn gọi là chờ công tác, thực ra là thất nghiệp, thì mỗi lần đến thầy mua những điếu thuốc lẻ để làm gì? Ví dụ 3 điếu thì tôi hút 1, thầy hút 2. Mua 5 điếu thì tôi hút 2, thầy hút 3. Mua 9 điếu thì tôi hút 4, thầy hút 5. Thầy trò đều nghiện cả. Và có những lúc học, thầy nói chuyện mà hút hết thuốc rồi, hỏa thiêu hết rồi, lấy tẩu ra, lấy cái đầu mẩu nhồi và hai thầy trò cùng hút. Thì như vậy là những cái ký ức, đặc biệt là sự sinh hoạt và sự chia sẻ, nhất là chia sẻ những thói quen thầy trò ấy, thì nó ghê gớm quá. Nếu chúng ta vượt qua được những cái, chúng ta có được cái chia sẻ đấy, thầy trò là người đi trước, người đi sau, là cái người mà xếp ngang với cha mình, với mình, và lại là cái người đồng đạo với mình, thì tất cả nó cứ hòa quyện, cái tình nghĩa thầy trò nó hòa quyện hết vào, để rồi ấy, những cái bài học, những cái bài tập, những bài dạy tiếp tục được dạy dỗ. Đối với thầy Ngô Sĩ Quý là người rất hài hước. Thậm chí là thầy nói với tôi là khi thầy làm việc ở Viện Khoa học Giáo dục gọi thầy là Ngô Sĩ Quái. Thế tại sao lại quái? Vì thầy cứ biến tất cả những cái nghiêm trang, mô phạm câu chuyện cười. Đến mức tức là họ bảo là ông lúc nào cũng đứng bên cạnh bánh xe lịch sử. Khoảnh khắc cô đơn là có. Khoảnh khắc cô đơn khi không có học trò, không có ai, hàng xóm người ta cũng có việc của người ta, thì đấy là những khoảnh khắc rất cô đơn. Cho nên những cái lúc mà tôi đến ấy, thì quả thật là có những lúc thầy trò ngồi nó rất là yên lặng. Cuộc sống của chúng ta thì không phải lúc nào cũng nói đâu, cái ngôn ngữ rất cần thiết, nhưng chính cái khoảng lặng ấy, là những cái khoảng mà tâm giao của những cái tư tưởng suy nghĩ qua ánh mắt giữa thầy và trò. Khi mà nói về quá khứ thì ánh mắt thầy bao giờ cũng rất xa xăm. Thầy có nói rằng thế này, khi dạy học trò nên dạy nhạc và họa.
Vì nhạc sinh ra nó có đầy đủ độ cung độ cao thấp, nó đầy đủ tiết tấu nhanh chậm. Tức là âm nhạc đối với thầy Quý là một cái mảng đời mà thầy thấm đẫm. Và thầy có nói, cầm một cái đàn, anh phải thể hiện đầy đủ sắc thái tình cảm, thì hãng cầm đàn, thầy cũng khắt khe như trong cái nghệ thuật vận động vậy. Làm sao ấy, anh cầm đàn, anh đánh, hay anh mở miệng anh hát, anh có thể khiến người ta cười lên, vui lên, có thể khiến người ta khóc. Thứ hai là hội họa, nó sẽ làm cho người ta nhìn cuộc đời rất rõ. Không chỉ có những cái màu sắc cơ bản mà sự phối màu và cuộc sống nó nhòe từ màu này sang màu kia đầy. Làm sao người học nó phải nhìn ra được và nó phải vẽ được những cái bức tranh trong cuộc đời. Rõ ràng thầy là một cái nhà sư phạm thì thầy muốn đào tạo những con người nó hoàn thiện, nó được đầy đủ, nó toàn diện. Nhưng mà tôi ấy, thì trước khi đến thầy Quý thì đã cầm đàn và đã có một băng nhạc của mình. Nói ra bây giờ thì hơi xấu hổ một tí, nhưng mà vẫn phải nói, tại vì nó cũng đã đi đánh kiếm tiền, đi đánh đám cưới, đi đánh các hội thi ca nhạc của Viện Khoa học Việt Nam, của trường Đại học Bách Khoa. Và nó cũng rất là có những cái khoảnh khắc rất vui khi các ca sĩ nó giật được giải với cái tiếng đàn của mình. Những lúc thầy trò ngồi với nhau trà dư tửu hậu, bao giờ anh em cũng đem đàn ra để tôi đánh và tôi hát. Cái khi mà cái tinh thần nó lên rồi, cái tâm hồn nó có cái men say rồi, không gì thú bằng thầy trò ngồi hát với nhau. Thầy yêu thích nhất vẫn Chopin. Vẫn Chopin cùng với đấy là Beethoven. Thầy muốn, vì sao? Vì cái nhà sư phạm ấy, nó có một cái khát khao là phải chuyển những cái cao đẹp cho mọi người, trác tuyệt của nó, sang trọng của nó. Ba cái tháng đầu, một cái tay thanh niên hăm hở, mong mỏi, khát khao đến tập, thầy không dạy võ, cứ ngồi nói chuyện về vấn đề cuộc sống, về vấn đề tình cha con, về cái quan niệm xã hội. 3 tháng đấy, không được tập, chỉ được nghe. Quả thật, đấy là 3 tháng, tôi gọi là 3 tháng tẩy não. Thế thì khi tôi tiếp nhận những cái khái niệm, những cái định nghĩa từ thầy Quý, thì mình bị đảo lộn hết. Mình mới nhận thức một điều là cái sự hãnh tiến của một kẻ không chưa trải qua thực tiễn ấy, vô nghĩa. Trước một người thầy đã qua cuộc trường chinh, chiến tranh, đã qua hòn tên mũi đạn và đang là một nhà sư phạm, đã là một nhà sư phạm để giảng dạy. Thầy Quý là một người cực kỳ cá tính và không giống ai trên đời này cả. Thầy là một con người có tư tưởng chiến lược. Đặc biệt là thầy làm trong một cái lĩnh vực nền tảng của xã hội là giáo dục. Thầy rất muốn học trò, rất muốn mọi người phải làm chủ. Thầy rất ghét làm tớ, làm nô lệ. Đi theo, A-dua, thầy rất ghét cái đấy. Và khi thầy dạy, có một số người thì thầy vẫn dạy và vẫn cứ cố gắng làm. Nhưng khi người ta không sửa được thì thầy nói một câu này rất là hay. Nếu nó chưa sửa được thì sau này đời sẽ sửa cho nó. Thế thì, vậy thì này, niềm vui của thầy là cái gì? Thầy là một con người có thể rất là lớn lao trong học thuật, có thể rất là riêng biệt trong tình cảm, có thể là rất khuất lấp trong cái sinh hoạt. Vì thầy là một con người, nó phải đầy đủ những cái đấy, chứ không phải là một con người cái gì cũng cứ to lớn hết cả đâu. Thế thì trong học thuật, điều mà thầy vui là học trò phải nắm được, thứ nhất là cái tư tưởng của thầy, thứ hai là cái kiến thức ấy, cái học thuật ấy, nó phải nắm được cái trình tự và hiểu được cái trình tự thầy dạy.
có thể anh đánh chưa hay không sao cả, nhưng phải nắm được. Nếu mà không nắm được thì thầy buồn, thầy khó chịu lắm. Nắm được là thầy thấy thoải mái rồi. Tại vì chưa giỏi được ngay đâu, phải nắm đã, rồi nó còn rèn luyện, luyện tập, thời gian sau nó mới hay được. Nó nắm được để còn dạy cái mới, chứ nó không nắm được, không dạy được cái mới thì khó chịu là như vậy đấy. Niềm vui của thầy cũng vậy. Thầy là một cán bộ lúc tôi đến đã về nghỉ hưu rồi, tức là đã qua một cái sứ mệnh của một cái bổn phận, một cái sứ mệnh của một con người đối với dân tộc, là chiến đấu, là khoác áo lính, là làm những nhà sư phạm, và đến tuổi nghỉ hưu rồi, thầy về nghỉ. Nhưng cái mong muốn và hoài bão của thầy đối với cái dân tộc này, đối với sự nghiệp này không bao giờ nguội cả. Đôi khi ta gọi cái đấy là bất mãn đấy, nhưng không phải, không bằng lòng. Và nhìn thấy những cái diễn ra nó cứ đi chệch, nó sẽ làm, thầy luôn nói là nó sẽ làm chúng ta mất nhiều năm để phải sửa lại những cái sai. Thì những con người cứ đau đớn một mình, đấy là rất trách nhiệm. Hoặc khi có niềm vui là gì? Tôi đã chứng kiến lúc thầy vui mừng cười hào sảng, ha hà. Nhưng lúc hai ông già, ông Nguyễn Các Viện, ông Quý ngồi với nhau, nói những cái điều, những cái bài của ông Viện viết, vạch ra những cái sai trong quan niệm hoặc trong điều hành cái xã hội, thì ông Quý cười ha hà. Tại sao thầy Quý vui? Vì thầy vui là vì cái tiếng nói của ông Viện đã làm cho mọi người nhận thấy được chúng ta đang sai. Vậy là làm tốt cũng vui, mà chỉ ra cái sai, vạch cái sai cũng vui. Cái đấy chúng ta sẽ ít thấy của những người trong xã hội ngày hôm nay đấy. Một cái niềm vui nữa là sự trưởng thành của học trò trong cuộc sống. Thầy vẫn nói là dạy học trò để thành người, để nó vào đời, để nó có bản lĩnh để vào đời. Và nếu đã có bản lĩnh vào đời thì phải có thành công. Và thực sự thì tôi được có nhiều thời gian ngồi trao đổi với thầy, là tôi ngấm cái đấy. Là khi thầy dạy thì tùy từng người thầy sẽ có phương pháp riêng. Nhưng khi ai mà tiến bộ, ai nắm được thì thầy đều rất vui và thường nói tôi, à nó tập đoạn này, nó vướng này, nó đã vượt qua được, nó tiếp nhận được cái này thì thầy rất là vui. Vậy nên có thể đấy là niềm vui rất nhỏ nằm trong những cái niềm vui rất lớn về một người học trò, thì niềm vui rất nhỏ là từng buổi tập thôi. Phải nói thú thật là tôi phải dùng cái vốn đấy của thầy để lại dành tặng lại cho anh em. Tại vì tôi đối với anh em đến, có thể dạy, có thể không dạy, nhưng mà biết là anh em phải, thì luôn luôn nhiệm vụ của tôi bổn phận phải cởi lòng và trao đổi lại, phải thân thiết và phải tặng nhau tất cả cái đấy. Vì tôi biết một điều, sinh ra mình không có, chỉ có cuộc đời này và người thầy mình dành cho mình, và bổn phận là mình phải tặng lại tất cả những anh em gần gũi, thân thiết gần gũi thì mình mới vui được. Khi mình làm cái bổn phận xong thì mình mới thấy khoái trong lòng, thú trong lòng để mà ngồi uống chén trà, hút điếu thuốc, uống chén rượu với nhau, nó mới thích được. Thầy Ngô Sĩ Quý là một nhà sư phạm, cho nên thầy xác định cái bổn phận của mình là phải đóng góp được một cái kiến thức để làm sức mạnh dân tộc lên. Thứ nhất là phải có một nền tảng thể lực, phải có nền tảng về mặt tri thức, vận động, và sức mạnh dân tộc còn phải là lực lượng quân sự. Cho nên giai đoạn sau khi tôi đến thầy Ngô Sĩ Quý thì thầy rất chú trọng hai việc, hai lĩnh vực. Một là giáo dục, thứ hai là quốc phòng. Thầy nói đấy là sức mạnh của dân tộc đấy. Ký ức này thì nó cũng thấm đẫm những cái gia vị cả cay đắng nữa. Với một người thầy như vậy, làm trong lĩnh vực giáo dục như vậy, đã có những cuộc cải cách giáo dục như vậy mà những kiến thức không được đưa vào thì quả thật là cay đắng, quả là đáng tiếc. Tôi đã chứng kiến những cái buổi thầy Ngô Sĩ Quý ngồi với nhà giáo bác sĩ, nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện, vì cái đấy hai ông đều tham gia rất nhiệt huyết. Nhưng dường như
những con người trong lĩnh vực đấy chưa tiếp nhận được để nó sớm đưa vào. Cũng suy nghĩ nhiều lắm. Và tôi có nói với thầy là, thưa bác, là chúng cháu sẽ cố gắng đưa tiếp bước để đưa vào nhà trường và quân đội. Nhưng dường như hai con đường đấy nó sẽ còn đầy chông gai và để tiếp nhận được sẽ còn dài đấy. Thế vậy thì này, không lẽ chúng ta không làm? Thưa bác, cho bắt đầu từ xã hội. Không làm được vào giáo dục, không làm quốc phòng, vậy phải xã hội chứ. Và lúc đấy thì bác sĩ Nguyễn Khắc Viện gọi là có võ dưỡng sinh, tập thành đã có giới thiệu nhẹ nhàng một tí rồi. Thì sau khi tôi trao đổi cái đấy thì tôi cũng phải chuẩn bị cái phần giáo trình. Đây là những bước thứ nhất, sau đấy đây là bước thứ hai, và sau cùng thì trở lại những con người nào đi được sẽ được trao lại tất cả những cái toàn bộ kinh điển như bác dạy bọn cháu. Thì khi tôi trình bày cái đấy thì bác Quý bảo chú làm đi. Chúng ta phải đi vào xã hội và phải có một cái gì của người Việt Nam. Nhưng mà thầy khai xuân, và từ đó cho đến nay là được 30 năm rồi, và chúng tôi kiên định với những cái điều chúng ta đặt ra. Chọc trò đến thì nhiều giảng viên đã gọi là phổ cập. Có thể có các em 10, 12, 13, 14 tuổi, có thể có các thanh niên, có thể có những trung niên và có thể lão niên, người ta có thời gian người ta trở lại tập. Nói về cái lợi ích ấy, thì nhiều lắm. Tại sao cái mềm mại nó làm chúng ta cứ đi mãi, cứ luyện mãi và nó nhẹ nhàng, nó thư giãn đi? Thì nhớ, luyện tập như thế và ứng xử cũng thế, và rất nhiều người người ta có một tình yêu cuộc sống trở lại, người ta cư xử nó nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn, cái trạng thái bực dọc nó cứ giảm dần đi, nó bị đẩy lùi xa đi. Hoặc tôi rất nhớ có một anh giáo viên, anh ấy là thương binh, anh bị đạn bắn vào ổ vai, anh viết, anh không nhấc được tay quá vai. Thế thì khi anh tập xong ấy, thì cái điều rất vui, tức là anh bảo thầy ơi, em viết được cao quá đầu rồi, cho nên cái bảng đấy là em viết cho học sinh bây giờ thoải mái lắm. Tên anh là anh Kim, và có lẽ rằng dưỡng sinh nhu quyền là một phần thôi, nhưng bản chất cái nội dung mà kiến thức thầy Ngô Sĩ Quý để lại cho anh em chúng ta nó lớn lao lắm. Và có lẽ rằng ấy, chúng ta phải khai thác nhiều, làm nhiều điều tốt hơn, và nó phải có những cánh cửa đi vào xã hội nó tốt hơn nữa. Đã nói là phải làm, đã làm là phải làm đến cùng. Thì chúng ta nhớ rằng kiên định, có một tự trọng, có đam mê, có một kiên định, và tất cả những người thầy phải có một lòng nhân hậu. Và con đường của chúng ta đi, kiến thức thầy Ngô Sĩ Quý để lại, tất cả chúng ta, những anh em đã có cái trách nhiệm, có bổn phận rồi, nhưng chúng ta phải có một cái tình yêu thương, yêu quý và trung thực, chân thực dành cho nhau, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là lâu bền, và chúng ta sẽ là một cái cộng đồng rất là hữu ích trong cái cuộc sống của người Việt.